Hôm nay em cũng làm clip để kêu gọi cho vườn quốc gia Cát Tiên, nhưng mà bên vườn mình thì chỉ có vài cái video giải cứu động vật thôi, mà fan thế giới thì tập trung vô em. Mà bây giờ em share qua bên vườn á thì người ta coi, mà em thấy người ta cũng không đăng ký gì mấy ha, nên em đang ráng làm phát triển cái kênh của mình á để ủng hộ vườn quốc gia, ủng hộ quốc gia của mình bảo vệ thú tốt. Em muốn mấy con thú được ăn uống đầy đủ đó, nên em cố gắng em làm. Nhưng mà trả lời bình luận như vậy để tăng cái tương tác, cái tiền kiếm được á. Bởi vậy khó, người ta không có hiểu nên người ta không có giúp. Chứ mình mà giải thích thì cũng mất thời gian, giờ làm cái gì cũng khó, cái gì có sẵn thì mình làm phát huy, cái gì cũng cần thời gian hết. Đàn này cũng biết nữa thấy không? Để bạn này em giới thiệu cho cái vườn quốc gia Cát Tiên. Bữa làm cho người ta ủng hộ lên được 45 người lại bỏ còn 43 người, bởi vì em thấy khó quá. Có kéo tương tác mà cũng vậy. Với lại em nói anh Việt ơi, cái thằng rái cá ti ti bây giờ nó cứ đi vô trong rừng mấy ngày nó mới về, mà nó cũng không có cho đụng gì hết trơn, nó cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, nó ăn có ăn thì nó đi ăn xong rồi nó đi vô rừng. Nên em thấy thôi mình khỏi đem nó về rừng đi anh ha, chứ em thấy là nó giờ nó sống trong thiên nhiên nhiều quá, nó sống ổn rồi. Chứ là em cũng kêu gọi người dân ở đây đừng có làm hại nó, để cho nó sống tự do, để còn dạo này kênh của em tự nhiên sao có mấy bạn Việt Nam vô vậy ta? Trời ơi, kênh em Thái Lan vô tùm lum hết. Để nó sống trong thiên nhiên như vậy, em còn gặp nó từ ngoài tự nhiên, em quay phim nó cho thế giới họ coi cuộc sống hoang dã của nó, người ta thích coi cái đó đó. Bởi vì rái cá bút bé thì nó sống ở trong môi trường rừng đước là hợp với nó rồi. Người ta ủng hộ cuộc sống nó ngoài tự nhiên lắm. Mà giờ em tưởng tượng em mà đem nó về rừng xong rồi nhốt nó vô trong cái chuồng, trời ơi cả thế giới nó vô kênh em, nó đánh sập kênh em luôn á, nó chửi em luôn á. Nên em muốn bảo tồn nó ngoài tự nhiên để cho người ta yêu quý đất nước của mình, người ta ủng hộ em ủng hộ vườn, vườn quốc gia Cát Tiên mà còn nhiều khu vườn khác nữa. Em nghiên cứu cuộc sống của nó ngoài tự nhiên. Thì mấy hôm nay thì lo dọn cái vườn để làm tổ chức cái cắm trại, thu hút học viên tham gia, rồi ai ủng hộ cũng thêm kinh phí để tài trợ cho các hoạt động chăm sóc bảo vệ động vật hoang dã ở vườn quốc gia. Dạ em ráng làm lắm luôn á chứ, nhưng mà mình phải từ từ thôi, không gấp được. Ngay cả bây giờ làm một cái shop bán hàng của em còn chưa có thời gian để phát triển, bởi vì đây em làm có mình em mà, học trò của em nít không à, trời ơi, với phụ nữ mà anh biết rồi, làm việc với phụ nữ và trẻ em là không có gì thành công hết. Để cho phụ nữ làm thì mình có thành công, còn mình mà là xía vô chuyện của phụ nữ mình nhiều chuyện, chuyện của họ là chẳng có thành công nha. Mà người nữ thì họ làm được còn chứ, làm việc với phụ nữ trẻ em đó là vậy. Giờ em để cho mấy chị phụ huynh học bơi đó cũng làm trong lớp ban các
sự lớp của em, thì mấy chị đó tự xử với nhau để làm ra thì được thì phát triển, rồi em cố gắng cứu được nhiều động vật hơn trong thiên nhiên, bảo tồn môi trường sống của nó, giải phóng đất đai để trở thành rừng. Giờ bởi vì nhiều người người ta kẹt tiền, người ta muốn bán đất, nhưng mà bán đất được cho em thì em lại trồng rừng, em xây dựng rừng chứ em không có biến nó thành nhà ở. Còn người ta lấy cái tiền đó người ta đi vô khu dân cư, đi vô căn hộ gì đó người ta ở, thì cái việc em làm nó trở nên ý nghĩa. Nên ngoài mặt là bây giờ em làm ủng hộ vườn quốc gia về truyền thông quảng cáo YouTube, đẩy tương tác cho kênh, mà mình làm online chứ, và sẽ nói đến vườn quốc gia nhiều hơn trong các video sắp tới. Em tính chuẩn bị đi phóng sanh ở trong rừng đước, giờ người dân đến bắt cá đăng chuồng thì có rất là nhiều cá, mỗi cái tour vậy phóng sanh mấy triệu, sắp tới em làm. Giờ về vườn thì cũng được, nhưng mà về vườn thì sắp xếp được cái thời gian, sắp khai trương một cái hồ bơi ở đây để làm cho các học viên đến đây học bơi. Nhiều việc lắm đó. Anh thấy em trả lời bình luận mà 2 ngày mấy ngày trôi qua chưa làm tới, có ngày nào cũng vậy. Rồi, mừng quá, xong phải nói chuyện với người ta, phải chăm sóc người ta. Làm YouTube là vậy anh, người ta thương người ta mới cho tiền, tiền là nuôi thú đó. Cuộc sống tôi trong bóng tối, nói gì đó, nói xong I love you này kia đó, kia mới được đó. Nói vậy để cho fan fan người ta thương người ta mới tăng lên, bởi vì kênh của em nó mới tăng fan, đúng không? Kênh giờ 500.000, 577 rồi, tối nay là 501 rồi, biết khi nào mới được lên 600 mà. Mà fan thế giới mà đăng ký ít lắm, không có như Việt Nam đâu. Làm video giờ phải có nội dung như vậy. Mấy YouTuber Việt Nam làm mấy clip xạo xạo không hiểu đâu, đâu làm clip nào thiệt đâu, làm clip ảo không ma không à. Chỉ có con nít nó mới dụ vô nó coi thôi, chứ mấy người lớn như mình thì biết ai mà coi. Đó, khó lắm mình ơi. Nha, rồi em cố gắng phát triển kênh này để ủng hộ vườn quốc gia. Rồi em cảm ơn, em chào anh.